của background sống ảo hình cửa sổ máy bay siêu to khổng lồ đang hot ở An Giang. Thời gian gần đây, các địa điểm du lịch ở miền Tây đang là điểm sáng trên bản đồ xe dịch của giới trẻ. Cứ nghĩ miền Tây chẳng có gì để chơi nhưng nếu chịu khó tìm tòi, khám phá thì ở đây không thiếu những chỗ thú vị. Một trong số đó phải kể đến An Giang, thủ phủ của những cây thốt nốt cao chót vót và cả món bún cá mới nhìn thôi đã thấy sôi bụng rồi. Chẳng hẹn mà gặp, rất nhiều bạn trẻ đã đến An Giang và khám phá ra được rất nhiều địa điểm ăn chơi siêu chất. Mới nhất phải kể đến check-in có hình dạng cửa sổ máy bay siêu to khổng lồ nằm trên ngọn núi Cô Tô. Background có hình dạng cửa sổ máy bay này thật ra là một chữ cái trong dòng chữ Chi Tôn nằm trên núi Cô Tô, An Giang. Mỗi chữ cái cao 7 mét, có đèn chiếu sáng bằng năng lượng mặt trời, nên bạn có check-in vào buổi nào cũng đều yên tâm là sẽ có ảnh đẹp. Núi Cô Tô hay còn có một tên gọi khác nghe kêu hơn nhiều, đó là Phụng Hoàng Sơn. Đây là ngọn núi thuộc dãy Thất Sơn của huyện Chi Tôn, tỉnh An Giang. Ngọn núi này có vị trí nằm sát bên biên giới Campuchia với chiều cao 614m, dài 5.800m, rộng 3.700m. Nhìn từ chân núi, có thể thấy rõ nguyên dòng chữ tôn màu trắng nằm sừng sững trên đỉnh Cô Tô. Nếu đứng từ chữ Chiton thì có thể nhìn trọn view xung quanh ngọn núi. Núi Cô Tô không có địa chỉ hay điểm mốc chính xác trên bản đồ. Tuy nhiên, bạn cũng đừng quá hoang mang rằng sẽ không tìm được đường đi vì với kích thước khổng lồ của nó thì nhìn từ xa thôi cũng đủ để thấy.